Chào tất cả các em học sinh trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Thầy là Huỳnh Quang Phúc, giáo viên toán của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay thầy đại diện cho tổ toán nhóm toán 6 thực hiện tiết ôn tập giữa học kỳ 2. Thì nội dung ôn thi giữa học kỳ 2 gồm các nội dung như sau. Thứ nhất là bài đầu tiên đó là thực hiện phép tính. Ở bài thứ hai đó là tìm ít. Bài thứ ba là tính hợp lý. Bài thứ tư là các bài toán thực tế. Và bài thứ năm là phần hình học. Thì chúng ta cùng vào bài thứ nhất, thực hiện phép tính. Thì ở đây thầy có 3-4 bài. Thứ nhất là bài A 8 phần 13 cộng cho âm 21 phần 13. Thì để thực hiện bài A này thì chúng ta quan sát cái mẫu số của hai phân số này. Thì ở đây hai phân số này có cùng mẫu số. Thì chúng ta sẽ thực hiện theo quy tắc là giữ nguyên mẫu, cộng thử và sau đó xem coi cái kết quả của mình xem như thế nào. Nếu như có thể rút gọn được thì mình phải đưa phân số vào dạng có giãn. Bây giờ thầy thực hiện bài A. Rồi ở đây thầy có phân số 8 phần 13 cộng cho âm 21 phần 13. Thì ở đây mình giữ nguyên mẫu là 13, tử cộng tử đó là 8 cộng cho âm 21. Thì lúc này thầy thực hiện cộng tử thì ra được kết quả là 13. Thì mình thấy là 13 phần 5 thì mình có thể viết cái dạng hỗn số đó là 2, 3 phần 5. Thì ở đây các bạn có thể viết cái dạng hỗn số hoặc là để nguyên kết quả 13 phần 5 vẫn được. Rồi ta sang câu B. 2 phần 5 trừ 4 phần 9. Thì ở đây 2 phần 5 trừ 4 phần 9, ta quan sát hai phân số này thì có mẫu số khác nhau. Thì khi mà cộng hoặc là trừ hai phân số có mẫu số khác nhau thì ta thực hiện quy đồng. Thì ở đây mình quy đồng thì mình phải chọn được mẫu số chung. Thì mẫu số chung của 5 và 9 ở đây là 45. Thì ta thực hiện quy đồng. Rồi chúng ta cùng thực hiện bài toán B. Ở đây 2 phần 5 trừ 4 phần 9 thì mẫu số chung là 45. Thầy thực hiện quy đồng. Thì phân số 2 phần 5 thầy nhân thêm tử và mẫu cho 9. Còn phân số 4 phần 9 thầy nhân tử và mẫu cho 5. Thì lúc này mình thấy cái mẫu số của nó giống nhau, đó là 45. Thì thầy ra kết quả là 18 phần 45 trừ cho 20 phần 45. Thì sau khi thầy thực hiện quy đồng xong thì ở đây mình thấy hai phân số của mình sau khi quy đồng là nó cùng mẫu. Thì thầy thực hiện giống y chang phần cộng và trừ, hai phân số cùng mẫu. Thì thầy ra kết quả là âm 2 phần 45. Thì ở đây mình quan sát kết quả là âm 2 phần 45 của mình. Đây là một phân số tối giản nên mình không cần phải rút gọn gì nữa hết. Ở câu C, 14 phần 9 nhân cho âm 18 phần 35. Thì đây là nhân hai phân số. Thì ta thực hiện theo quy tắc đó là tử nhân tử và mẫu nhân mẫu. Thì sau khi tử nhân tử và mẫu nhân mẫu xong, mình thực hiện mình rút gọn, đúng chưa? Rồi chúng ta cùng thực hiện bài C. Ở đây bài C là 14 phần 9 nhân cho âm 18 phần 35. 14 nhân âm 18 phần 9 nhân 35. Cái này thì thực hiện là tử nhân tử và mẫu nhân mẫu, đúng chưa? Rồi thì ở đây thầy quan sát, ở đây mình thấy tử và mẫu có những cặp số có thể rút gọn được với nhau. Thì thầy thực hiện rút gọn luôn ha. 14 và 35 là cặp số có thể rút gọn cho 7, đúng không? 14 chia 7 được là 2, 35 chia 7 được là 5. Còn lại cặp số là âm 18 và 9, thầy sẽ rút gọn cho 9, đúng chưa? Thì đây âm 18 chia 9 là bằng âm 2 và 9 chia 9 bằng 1. Rồi, sau đó thầy thực hiện, thầy ghi kết quả sau khi rút gọn là 2 nhân âm 2 phần 1 nhân 5. Và lúc này thầy quan sát một lần nữa xem coi tử số và mẫu số có những cặp số nào rút gọn được nữa hay không. Nếu không có thì mình thực hiện tử nhân tử và mẫu nhân mẫu để ra kết quả. Thì kết quả của mình bằng âm 4 phần 5. Ta sang câu D. Ở đây câu D của mình là âm 25 phần 18 chia cho âm 5 phần 9. Thì đây là chia hai phân số, đúng chưa? Thì để chia hai phân số thì ta thực hiện theo quy tắc đó là gì? Muốn chia hai phân số tức là mình nhân nghịch đảo của phân số thứ hai. Rồi, để thực hiện. Âm 25 phần 18 chia cho âm 5 phần 9 nó bằng âm 25 phần 18 nhân với lại nghịch đảo của phân số âm 5 phần 9 đó là âm 9 phần 5. Mình đem dấu âm trên tử để hết cho thầy ha. Lưu ý, luôn luôn mình để dấu âm trên tử hết. Và ở đây mình quan sát. Ở đây mình thấy hai phân số này nó đều có dấu âm hết. Thì ở đây mình khi mình
hai phân số mà có dấu âm hết thì khi mình nhân lại thì mình mất dấu âm. Rồi thầy thực hiện thử nhân tử và mẫu nhân mẫu, thầy mất dấu âm rồi. Rồi sau đó thầy tìm những cặp số có thể rút gọn của tử và mẫu. Ở đây ta có cặp số 25 và 5, có thể rút gọn cho 5. Thì 25 chia 5 được 5, còn 5 chia 5 được 1, đúng chưa? Rồi còn lại cặp phân số là cặp số đó là 9 phần 18, 9 và 18 thì mình sẽ chia cho 9. 9 chia 9 được 1 và 18 chia 9 được 2. Rồi thầy ghi lại cái kết quả sau khi mình rút gọn, đó là 5 nhân 1 phần 2 nhân 1. Lúc này thầy ra được là phân số là kết quả là 5 phần 2. Thầy viết cái dạng hỗn số là 2 1 phần 2. Thì các bạn lưu ý, thầy nhắc lại là có thể mình để nguyên kết quả hoặc là mình viết cái dạng hỗn số đều được hết nha. Rồi, đó là bài thứ nhất thực hiện phép tính thầy đã thực hiện xong cùng các bạn. Tiếp theo mình qua bài số 2, tìm x. Thì ở nội dung tìm x này thầy có hai bài. Thứ nhất, bài A, x trừ 5 phần 6 bằng âm 7 phần 8. Và câu B, 8 phần 3 nhân cho x cộng 3 phần 5 trong ngoặc bằng 16 phần 15. Rồi chúng ta cùng vào bài A, x trừ 5 phần 6 bằng âm 7 phần 8. Thì bài này rất đơn giản đúng không? Thì muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ. Rồi mình thực hiện. Rồi âm 7 phần 8, x sẽ bằng âm 7 phần 8 cộng cho 5 phần 6. Rồi thì ở đây mình quan sát âm 7 phần 8 cộng 5 phần 6 thì đây là hai phân số khác mẫu nên mình thực hiện quy đồng. Mẫu số chung là 24. Thì phân số âm 7 phần 8 thầy nhân tử và mẫu cho 3. Và phân số 5 phần 6 thầy nhân tử và mẫu cho 4. Để cho nó cùng mẫu là 24. Thì x mình sau khi mình quy đồng nó sẽ là âm 21 phần 24 cộng cho 20 phần 24. Lúc này thầy thực hiện là mẫu giữ nguyên và tử cộng tử đúng không? Âm 21 cộng 20 thì ra kết quả là âm 1 phần 24. Đó là câu A. Tiếp theo thì qua câu B, âm 8 phần 3 nhân cho x cộng 3 phần 5 bằng 16 phần 15. Thì ở đây mình xem cái x cộng 3 phần 5 giống như một cái x lớn. Muốn tìm x lớn, ở đây đóng vai trò là thừa số chưa biết, ta lấy tích chia thừa số đã biết. Rồi thì thực hiện là x cộng 3 phần 5 sẽ bằng 16 phần 15 chia cho 8 phần 3. Thì ở đây 16 phần 15 chia cho 8 phần 3 có nghĩa là mình nhân nghịch đảo của phân số 8 phần 3 là nhân cho 3 phần 8. Rồi thầy thực hiện 16 phần 15 nhân cho 3 phần 8 thì các bạn dễ dàng tính ra được kết quả là 2 phần 5. Thì x cộng 3 phần 5 bằng 2 phần 5. Thì muốn tìm x rất đơn giản, đó là muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ số hạng đã biết. 2 phần 5 trừ 3 phần 5 kết quả ra bằng x bằng âm 1 phần 5. Thì ở đây mình quan sát câu A, câu B của mình, x của mình đều là các phân số tối giản nên mình không cần phải rút gọn gì được nữa hết. Được chưa? Rồi các bạn lưu ý một điều, đó là khi mình thực hiện cộng và trừ phân số mà khác mẫu thì các bạn phải thực hiện bước quy đồng. Nhớ ha. Rồi ta qua bài số 3, tính hợp lý. Thì bài tính hợp lý này có hai bài, câu A và câu B. Chúng ta cùng vào câu A. Câu A là 7 phần 13 cộng cho âm 9 phần 17 cộng cho 6 phần 13 và cộng cho âm 8 phần 17. Thì ở đây các bạn quan sát, để tính hợp lý có nghĩa là mình phải đưa ra cái phương pháp nào đó mình tính nhanh nhất, đúng không? Thì mình quan sát câu A ở đây mình có 4 phân số. Thì các phân số này mình quan sát với mẫu thì mình thấy được là có các cặp phân số có cùng mẫu số. Thì ở đây mình phải nhóm nó lại để mình tính cho nó nhanh, đúng không? Thì ở đây mình có được cặp phân số đầu tiên, đó là 7 phần 13 cộng cho 6 phần 13, đó là một cặp cùng mẫu. Còn lại cặp phân số còn lại đó là âm 9 phần 17 cộng cho âm 8 phần 17, đúng chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ cùng thực hiện câu A. Đó, thầy thực hiện thầy nhóm lại. Tại đây mình thấy có những cặp phân số cùng mẫu mình phải nhóm lại thì mình mới tính nhanh được, đúng chưa? Rồi thì 7 phần 13 cộng cho 6 phần 13 thì các bạn ra được là 13 phần 13 thì rút gọn ra được là 1. Còn lại cặp phân số còn lại là âm 9 phần 17 cộng cho âm 8 phần 17 thì mình sẽ tính ra được là âm 17 phần 17 và mình rút gọn được là âm 1. Thì kết quả của mình ra là cộng 1 cộng cho âm 1, đúng không?
1 cộng cho âm 1, đây là hai số đối nhau, kết quả bằng bằng 0. Tổng hai số đối nhau thì kết quả bằng 0, đúng chưa? Rồi tiếp theo sang câu B. Thì ở câu B, âm 4 phần 9 nhân cho 9 phần 22 cộng cho âm 4 phần 9 nhân cho 13 phần 22. Thì để thực hiện tính nhanh cái bài này thì mình cứ quan sát, mình thấy có gì đặc biệt. Thì ở đây mình thấy được cái câu B, mình nhìn vô là mình thấy được liền, đó là phân số âm 4 phần 9 giống nhau. Thì ở đây mình thấy cái cặp số là âm 4 phần 9 giống nhau, thì mình sẽ đem ra ngoài làm thừa số chung, giống như chương số tự nhiên mình đã được thực hiện ha. Rồi mình cùng thực hiện câu B. Rồi thì ở đây thầy thấy âm 4 phần 9 giống nhau thì đem ra ngoài làm thừa số chung, thì ở trong ngoặc nó sẽ còn lại là 9 phần 22 cộng cho 13 phần 22, đúng chưa? Rồi thầy thực hiện tính trong ngoặc trước, 9 phần 22 cộng cho 13 phần 22 thì nó ra là 1, đúng chưa? Rồi âm 4 phần 9 nhân 1, thì ở đây mình thấy bất kỳ số tự nhiên nào hay mà phân số nào hay số nguyên nào nhân cho 1 đều bằng chính nó, thì kết quả là âm 4 phần 9 ha. Rồi tiếp theo đó là mình thực hiện bài số 3 xong, mình qua bài số 4, nội dung là toán thực tế. Rồi chúng ta cùng đọc đề. Một bể bơi được cấp nước bởi 3 máy bơm ABC. Nếu bể không có nước mà muốn bơm đầy bể thì chỉ riêng máy bơm A phải bơm trong 10 giờ, chỉ riêng máy bơm B phải bơm trong 12 giờ, còn riêng máy bơm C chỉ cần bơm trong 8 giờ, đúng chưa? Tức là ở đây mình quan sát là máy bơm A mà muốn bơm đầy bể thì mất 10 giờ, máy bơm B bơm đầy bể thì mất 12 giờ, và máy bơm C bơm đầy bể chỉ cần 8 giờ. Người ta yêu cầu mình, bài toán này yêu cầu mình so sánh lượng nước hai máy bơm B và C cùng bơm trong 1 giờ với máy bơm A bơm trong 2 giờ. Đó. Rồi, thì để mình thực hiện cái yêu cầu của bài toán này thì mình phải tính được cái gì? Người ta yêu cầu mình so sánh lượng nước máy bơm B và C cùng bơm trong 1 giờ. Vậy là mình phải tính được là cái lượng nước mà máy bơm B bơm trong 1 giờ là bằng bao nhiêu, máy bơm C bơm trong 1 giờ được bao nhiêu. Rồi mình sẽ tính tổng lượng nước mà máy bơm B và C cùng bơm trong 1 giờ. Đồng thời đó mình sẽ phải tính là lượng nước của máy bơm A bơm trong 1 giờ. Từ đó mình sẽ suy ra được là cái lượng nước mà máy bơm A bơm trong 2 giờ, đúng không? Rồi mình thực hiện, mình so sánh hai kết quả đó để mình biết được cái lượng nước của hai máy bơm B và C cùng bơm trong 1 giờ so với lượng nước của máy bơm A bơm trong 2 giờ. Rồi, bây giờ thì thực hiện. Rồi. Thì cái này mà thầy sẽ tính là số phần bể máy bơm A bơm trong 1 giờ là, tức là cái lượng nước mà máy bơm A bơm được vào bể trong 1 giờ, được chưa? Thì thầy sẽ lấy là 1 chia 10 bằng 1 phần 10 bể. Vậy là trong 1 giờ máy bơm A bơm được 1 phần 10 bể. Cái đó là lượng nước máy bơm A bơm được trong 1 giờ. Tiếp theo, số phần bể máy bơm A bơm được trong 1 giờ là 1 phần 10 bể. Tiếp tục thầy tính là số phần bể máy bơm B bơm trong 1 giờ là tương tự là 1 phần 12 bể. Và số phần bể máy bơm C bơm được trong 1 giờ là 1 phần 8 bể, đúng chưa? Rồi bây giờ mình tiếp tục, mình sẽ tính gì tiếp theo? Mình sẽ tính số phần bể máy bơm A bơm trong 2 giờ, tức là cái lượng nước mà máy bơm A bơm trong 2 giờ được bao nhiêu phần bể, đúng chưa? Thì ở đây mình thấy là 1 giờ thì bơm được 1 phần 10 bể, thì 2 giờ là mình lấy là 2 nhân 1 phần 10 thì được là 2 phần 10, rút gọn được là 1 phần 5 bể, đúng chưa? Rồi tiếp theo mình sẽ tính tiếp cái số phần bể mà máy bơm B và C bơm được trong 1 giờ, tức là lượng nước mà máy bơm B và C cùng bơm trong 1 giờ. Rồi, thầy tính. Thì số phần bể máy bơm B và C bơm trong 1 giờ thì thầy sẽ lấy là 1 phần 12 cộng cho 1 phần 8. Và lúc này thầy thực hiện là quy đồng. Và ra kết quả là 5 phần 24 bể.
Rồi, tới lúc này thầy đã có đầy đủ cái dữ kiện để thầy so sánh rồi ha. Thứ nhất là cái lượng nước mà máy bơm A bơm trong 2 giờ là 1 phần 5 bể. Và lượng nước của máy bơm B và C bơm được trong 1 giờ là 5 phần 24 bể. Thầy thực hiện thầy so sánh. Thì để so sánh hai cái phân số này thì thầy thực hiện là quy đồng, tại nó khác mẫu. Rồi, thầy quy đồng mẫu số chung là 120. 1 phần 5 thầy nhân tử và mẫu cho 24, ra kết quả là 24 phần 120. Còn 5 phần 24 thầy quy đồng nhân tử và mẫu cho 5 thì ra kết quả là 25 phần 120. Lúc này thầy thực hiện so sánh vì 24 phần 120 bé hơn 25 phần 120 nên 1 phần 5 sẽ bé hơn 5 phần 24. Đúng chưa? Lúc này thầy sẽ kết luận được là lượng nước máy bơm B và C cùng bơm trong 1 giờ vào bể thì nhiều hơn lượng nước mà máy bơm A bơm vào trong 2 giờ vào bể. Đúng chưa? Rồi. Rồi, thầy đã thực hiện xong bài số 4. Tiếp theo mình qua phần bài 5 hình học. Trong mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 8m và chiều rộng là 5m. Người ta trồng hoa hồng trong một mảnh đất hình thoi như hình bên. Đó, ở đây thầy có cái hình thoi nằm chính giữa. Đúng chưa? Và hình chữ nhật nằm ở ngoài. Có chiều dài và chiều rộng lần lượt là 5m và 8m. Câu A, người ta yêu cầu mình tính chu vi mảnh vườn hình chữ nhật. Và câu B là tính phần diện tích không trồng hoa. Thì ở câu A, các bạn dễ dàng tính được chu vi mảnh vườn hình chữ nhật. Thì công thức tính chu vi mảnh vườn hình chữ nhật đó là chiều dài cộng chiều rộng tất cả nhân 2. Rồi câu A mình cùng thực hiện. Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là 8 cộng 5 tất cả nhân 2 là bằng 26m. Rất đơn giản. Rồi tiếp theo ở câu B, người ta yêu cầu mình tính phần diện tích không trồng hoa. Thì mình các bạn phải quan sát, người ta trồng hoa hoa hồng trong mảnh đất hình thoi, tức là người ta chỉ trồng trong cái mảnh đất hình thoi thôi. Đúng chưa? Rồi, ở ngoài là cái hình chữ nhật bao bọc đúng không? Thì cái diện tích không trồng hoa tức là cái phần các phần tam giác viền ở ngoài. Đúng chưa? Thì muốn tính được cái phần diện tích không trồng hoa thì mình sẽ lấy diện tích của hình chữ nhật, mảnh vườn chữ nhật đó, mình trừ cho cái diện tích hình thoi ở trong. Mình sẽ ra được cái diện tích mà phần không trồng hoa. Rồi, thì diện tích hình chữ nhật thì các bạn đã biết rồi, công thức đó là chiều dài nhân chiều rộng. Còn diện tích hình thoi, muốn tính diện tích hình thoi thì ta phải có hai đường chéo. Tại công thức tính diện tích hình thoi là bằng nửa tích hai đường chéo, đúng chưa? Rồi, thầy có hình vẽ như sau. Đây, thầy kẻ thêm hai đường chéo AB và CD, đúng chưa? Thì ở đây mình quan sát, muốn tính được diện tích hình thoi tức là mình phải lấy AB nhân cho CD tất cả chia 2, đúng chưa? Rồi, thì muốn tính được cái này thì mình phải biết được độ dài của đường chéo AB bằng bao nhiêu và độ dài của đường chéo CD. Thì ở đây mình quan sát, đường chéo AB thì nó bằng với lại chiều rộng của hình chữ nhật là bằng 5m. Còn đường chéo còn lại CD nó sẽ bằng chiều dài của mảnh vườn hình chữ nhật, đó là 8m. Rồi bây giờ mình cùng tính. Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là 8 x 5 bằng 40m², đúng không? Rất đơn giản. Và mình sẽ tính diện tích mảnh đất trồng hoa hình thoi là 1 phần 2 nhân cho AB nhân CD là bằng 1 phần 2 nhân 5 nhân 8 bằng 20m². Vậy diện tích phần không trồng hoa là mình sẽ lấy diện tích của mảnh vườn chữ nhật trừ cho cái diện tích trồng hoa hình thoi là bằng 40 trừ 20 bằng 20m². Rất đơn giản. Thì ở đây cái phần hình học thì các bạn phải ôn cho thầy, đó là diện tích và chu vi của các hình mình học trong chương trình lớp 6. Được chưa? Nó là gồm là cái gì? Tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành. Ha, thì các bạn phải học thuộc các công thức đó thì khi mình làm các bài toán về hình học, về chu vi và diện tích, mình mới có thể mình áp dụng cái công thức đó vào phần bài làm của mình.
Rồi. Thì đây thầy mới vừa thực hiện cho các bạn về phần ôn thi giữa học kỳ 1 à, học kỳ 2. Thì ở đây các bạn dựa vào cái nội dung ôn tập này, các bạn cố gắng mình ôn thật kỹ. Rồi, chúc tất cả các bạn đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi giữa học kỳ 2 sắp tới.